Molly Phan kính chào quý vị đang theo dõi chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Kính thưa quý vị, khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng. Bất chấp sự tàn phá và hỗn loạn do Moscow gây ra, người Ukraine vẫn không lùi bước. Thay vào đó, tinh thần của họ vẫn cao, sự kháng cự vẫn mạnh mẽ và người Ukraine quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng bất cứ giá nào. Sức mạnh tinh thần của Ukraine được tượng trưng trong quốc hoa của nước này, đứng cao và tươi sáng. Hoa hướng dương được biết đến với khả năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt và vượt qua mọi thử thách mà nó có thể gặp phải để tiếp tục tỏa sáng. Đây chính xác là những gì mà người Ukraine đã làm trong chiến tranh. Việc thăm dò dư luận từ nhiều tổ chức khác nhau cũng đã thể hiện được quyết tâm này của Ukraine. Quả thực, kết quả từ bốn cuộc khảo sát được thực hiện độc lập nêu bật ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của người dân Ukraine. Hai năm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga, hầu hết người dân Ukraine đều tin tưởng vào tổng thống và quân đội của họ. Họ tin rằng đất nước của họ sẽ thắng trong cuộc chiến và họ không muốn bắt buộc phải đàm phán với Nga. Thay vào đó, họ muốn bảo đảm chiến thắng hơn là ký vào một thỏa thuận hòa bình bắt buộc với Nga, điểm nổi bật từ các cuộc khảo sát như sau. Khảo sát của Gallup 95% người Ukraine vẫn tự tin vào quân đội của mình. 91% tin rằng để Ukraine tuyên bố chiến thắng, toàn bộ lãnh thổ của nước này phải được khôi phục về đường biên giới năm 1991. 81% tán thành Tổng thống Volodymyr Zelensky, đa số vẫn muốn Ukraine tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng. Khảo sát dư luận của Viện Cộng hòa Quốc tế IRI, 96% tán thành hành động của lực lượng vũ trang Ukraine AFU, 94% người Ukraine tin rằng đất nước của họ sẽ thắng trong cuộc chiến. 85% tin rằng Ukraine sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước và 82% tán thành Zelensky. Thăm dò dư luận của Viện Dân Chủ Quốc gia NDI, 93% tin tưởng AFU, 88% tin rằng để Ukraine tuyên bố chiến thắng, đường biên giới năm 1991 của nước này phải được khôi phục. 77% tự tin về tương lai của Ukraine, 63% tin tưởng Zelensky. Cuộc thăm dò dư luận của Viện Xã hội Học Quốc tế Kyiv, 80% nói rằng Ukraine không nên tự bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của mình cho Nga trong bất kỳ trường hợp nào. 66% tin tưởng vào Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine và 64% ủng hộ Zelensky. Dựa trên những kết quả này, thật khó hiểu tại sao một số thành viên của cộng đồng quốc tế lại kêu gọi Ukraine đàm phán với Nga. Theo các báo cáo gần đây, các quan chức dân chủ, các nhà hoạch định chính sách và học giả ở Mỹ và châu Âu đã kêu gọi Ukraine và Nga ngừng bắn. Một số người cho rằng việc gửi viện trợ tới Ukraine là quá tốn kém, trong khi những người khác cho rằng cuộc chiến này không thể thắng được. Họ cho rằng chỉ có lệnh ngừng bắn mới chấm dứt chiến tranh và cho rằng Nga sẽ duy trì thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn một cách nghi thờ. Những quan điểm của phương Tây này hoàn toàn phất lờ các mục tiêu và mong muốn của Ukraine. Trong khi những cá nhân này kêu gọi chấm dứt chiến tranh, thì người Ukraine vẫn tiếp tục giành được chỗ đứng trên chiến trường. Một số thị trấn và làng mạc đã được giải phóng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Ukraine hiện đã đòi lại hơn một nửa lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở phía nam và phía đông. Người Nga cũng bị buộc phải rời khỏi miền bắc Ukraine. Đúng vậy, tiến độ trên chiến trường gần đây rất chậm, người Ukraine đang vật lộn để giành được đất ở những khu vực được củng cố nghiêm ngặt mà Nga chiếm đóng và hiện đang có những lo ngại về tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine, nhưng người Ukraine vẫn thể hiện rất tốt trước người Nga. Cho đến nay, Nga đã mất 87% tổng số quân đang tại ngũ mà nước này có trước cuộc xâm lược. Ngoài ra, 2 phần 3 số xe tăng trước cuộc xâm lược của Nga đã bị phá hủy và 20% hạm đội hải quân Biển Đen của Nga đã bị xóa sổ. Những số liệu thống kê này không cho thấy Nga đang chiến thắng trong cuộc chiến. Thay vào đó, nó nêu bật việc Ukraine đang thành công như thế nào trong việc đánh bại những kẻ xâm lược. Nhìn chung, cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã có sức tàn phá khủng khiếp hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tàn khốc và rất có thể cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Người Ukraine không mong gì hơn ngoài việc chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy chiến tranh cần phải kết thúc theo điều kiện của Ukraine. Họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác. Và hai năm qua đã chứng minh rằng người Ukraine có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Người Ukraine quyết tâm đánh bại Nga và họ tin mình sẽ thắng. Có lẽ các nhà quan sát quốc tế nên lắng nghe những người đồng cấp Ukraine. Thưa quý vị, tin tức tiêu cực về chiến tranh Ukraine-Nga đã đưa ra hàng loạt dự đoán khủng khiếp. Tuy nhiên, những dự báo của những người theo trường phái tận thế quá nghiện ngã và kết quả có thể thuận lợi hơn rất nhiều cho Ukraine nếu có sự hỗ trợ đúng đắn và điều chỉnh đúng đắn trong chiến lược của cả Mỹ và Ukraine. Yếu tố quan trọng nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của Ukraine Thay vào đó, quyết định kết quả trong năm thứ ba của cuộc chiến sẽ là sự hỗ trợ quân sự của phương Tây và đặc biệt là của Mỹ. Không một quốc gia hay tổ hợp quốc gia nào có thể sánh được với sự hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ. Hiện tại, viện trợ an ninh của Mỹ đang bị đóng băng trong cuộc chiến chính trị về nguồn vốn được quốc hội phân bổ. Và trong khi viện trợ của Ukraine thường được trình bày như thể Ukraine kiểm soát nguồn tài trợ, thì thực tế lại rất khác. Phần lớn số tiền tài trợ này không được gửi tới Ukraine, cũng như không được sử dụng để mua vũ khí gửi đến Ukraine. Thay vào đó, viện trợ được sử dụng để bổ sung kho thiết bị lỗi thời của Mỹ bằng vật liệu mới được đưa vào dây chuyền sản xuất công nghiệp quốc phòng. Trên thực tế, chính mối liên hệ giữa việc giảm bớt các thiết bị cũ và việc bổ sung các thiết bị mới vào kho quân sự của Mỹ đã ngăn chặn dòng hỗ trợ cho Ukraine. Mỹ vẫn giữ lại kho vũ khí và đạn dược khổng lồ ở diễn trường châu Âu có thể được chuyển sang Ukraine, nhưng sẽ không rút số lượng dự trữ này vì quốc hội chưa cho phép bổ sung. Giống như các chương trình cho vay cho thuê trong Thế chiến thứ hai, Mỹ có thể và nên chuyển giao vật tư quân sự ngay cả khi không có quỹ bổ sung được quốc hội phân bổ. Bằng cách gửi vật tư mà không có quỹ bổ sung, Hoa Kỳ sẽ chấp nhận một rủi ro nhỏ cho quân đội trong trường hợp binh lính của họ cần thiết bị để chiến đấu với kẻ thù nhưng đó không phải là một kịch bản sẽ xảy ra trong tương lai gần. Thay vì tập trung vào tình huống giả định này, người Mỹ nên hỗ trợ Ukraine, một đối tác đã tham gia cuộc chiến và tích cực phá hủy năng lực quân sự thông thường của Nga. Về chủ đề hỗ trợ vật chất, có một thách thức thứ yếu cũng rất dễ khắc phục. Hiện tại, Nga đang vượt trội hơn Ukraine bằng cách bắn 5 quả pháo trở lên cho mỗi quả đạn được bắn theo khẩu phần của Ukraine sự hỗ trợ của mỹ và châu âu có thể khắc phục tỷ lệ chênh lệch đó bằng cách kết hợp đồng tiền châu âu với dây chuyền sản xuất đạn dược của mỹ hoa kỳ có kho vũ khí dân chủ nhưng không có kinh phí vì sự tê liệt chính trị của họ châu âu có tiền nhưng không có đủ cơ sở sản xuất sự sắp xếp như vậy sẽ kết hợp với sức mạnh của thế giới dân chủ để giúp ukraine EU dẫn đầu bởi Cộng hòa Séc đã có những bước tiến lớn trong việc thu hẹp khoảng cách bằng cách lùng sục khắp thế giới và tìm kiếm 1,5 triệu viên đạn cho Ukraine. Nhưng đó vẫn là giải pháp một lần. Đã đến lúc EU phải đầu tư vào giải pháp lâu dài thông qua kho vũ khí của Mỹ. Một vấn đề khác là độ tuổi trung bình của lực lượng vũ trang Ukraine UAF. Chiến tranh được chiến đấu bởi những người trẻ tuổi. Độ tuổi trung bình hiện tại của UAF được ước tính là 43 tuổi, Đối với lực lượng vũ trang Nga, độ tuổi trung bình hiện tại được ước tính là 35. Vì Nga có dân số gấp 4 lần Ukraine, khoảng cách này có thể sẽ tiếp tục gia tăng và nghiêng lợi thế quân sự về phía Nga. Ukraine cần thêm binh sĩ để bảo đảm đủ sức mạnh quân đội và đủ dự trữ để luân chuyển lực lượng đã hao mòn từ tiền tuyến. Chính phủ Ukraine đã thực hiện những bước đi ban đầu để khắc phục những kẻ hở trong quân dịch và giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cần phải tiến xa hơn nữa để bảo đảm đủ nhân lực quân sự cho một cuộc chiến dự kiến sẽ diễn ra tốt đẹp vào năm 2025. Cựu sĩ quan quân đội hàng đầu của Ukraine, tướng Zelensky lập luận rằng khả năng hạn chế của Ukraine trong việc tiến hành các hoạt động tấn công một phần là do sự chênh lệch giữa các cơ sở công nghiệp và công nghệ của Ukraine và Nga. Mặc dù điều này có thể đúng, nhưng những thiếu sót lớn về hậu cần và đào tạo ít nhất cũng quan trọng như các yếu tố công nghệ hoặc dây chuyền sản xuất thiết bị mới. Những cải cách cần thiết này nằm trong khả năng cải thiện của Ukraine. Việc thiếu tập trung vào việc duy trì và sửa chữa các thiết bị do phương Tây tài trợ, cũng như việc chuẩn bị hậu cần không đầy đủ, đều là những thiếu sót của Mỹ và Ukraine. Ukraine vẫn quá tập trung vào việc mua nguyên liệu mới thay vì duy trì thiết bị hiện tại ở trạng thái hoạt động tối đa. Kyiv nên tích cực ủng hộ việc mở rộng khả năng sửa chữa và bảo trì, đặc biệt là khi hơn một nửa số thiết bị được tặng hiện đang bị hư hỏng hoặc không hoạt động do hao mòn. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lơ là trong việc hỗ trợ các thiết bị được tặng, hầu như toàn bộ hoạt động hỗ trợ bảo trì cho Ukraine đều được thực hiện bên ngoài lãnh thổ nước này tại các kho lớn ở Ba Lan chiến đấu với các cơ sở sửa chữa các tiền tuyến 800 km là công thức dẫn đến thảm họa. Bất chấp tầm quan trọng của những thay đổi chính sách nói trên, hành động quan trọng nhất mà Mỹ và phương Tây có thể thực hiện là huy động sự ủng hộ chính trị. Việc tạo ra ý chí chính trị để theo đuổi chiến thắng của Ukraine và thất bại của Nga phải được ưu tiên. Điều này có thể đạt được bằng cách nhận thức đầy đủ nguy cơ chiến thắng của Nga và thất bại của Ukraine đối với Mỹ và NATO. Thực tế đơn giản là nếu Mỹ không muốn quân đội tham chiến ở châu Âu thì nên gửi cho Ukraine sự hỗ trợ vật chất tối đa. Hơn nữa, để ngăn chặn mối đe dọa thường trực từ hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine, phương Tây sẽ cần đưa ra những bảo đảm an ninh vững chắc cho Kyiv thông qua tư cách thành viên NATO và liên minh châu Âu. Có những lợi ích hữu hình khi Kyiv gia nhập liên minh. Thứ nhất, tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ đóng vai trò như một bức tường thành chống lại một nước Nga vẫn còn hiếu chiến. Thứ hai, tư cách thành viên NATO sẽ loại bỏ điểm nóng kéo dài hàng thập kỷ trong khu vực thông qua việc Ukraine rõ ràng tham gia vào cấu trúc an ninh phương Tây. Và cuối cùng, quân đội Ukraine sẽ là hình mẫu cho các cường quốc châu Âu vì lực lượng này hiện là lực lượng thiện chiến nhất châu Âu. Tư các thành viên NATO cũng sẽ cho phép tái thiết và biến đổi Ukraine, đồng thời giúp thiết lập một mô hình mạnh mẽ để các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác noi theo. Việc Mỹ và EU không hỗ trợ hiệu quả cho Ukraine sẽ khuyến khích Nga theo đuổi hành động xâm lược quân sự trong tương lai. Nếu phương Tây và Ukraine hợp tác cải cách chế độ huấn luyện để thực hiện các hoạt động vũ trang kết hợp phức tạp hơn, giảm bớt các thách thức về hậu cần trong việc bảo trì và cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine sự hỗ trợ về chính trị và vật chất mà họ cần, Kyiv có thể xây dựng năng lực để giành chiến thắng trong các trận chiến quyết định. Giành lại các khu vực quan trọng của lãnh thổ bị mất cũng như có vị thế cao tại các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa. Điểm mấu chốt là sự kết hợp giữa sự hỗ trợ của phương Tây và cải cách của Ukraine sẽ cải thiện đáng kể triển vọng của Ukraine vào năm 2024. Thưa quý vị, và chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay trên kênh The Saigon Post cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và nếu thấy thông tin hữu ích, xin mời quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Molly Phan xin kính chào hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.